Cô xin gửi lời chào đến các em học sinh lớp 6 thân mến. Cô xin tự giới thiệu cô tên là Nguyễn Bích Tuyền, giảng dạy bộ môn địa lý lớp 6 đến từ trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Tân Phú. Các em thân mến, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để chung tay đẩy lùi và đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội, cô sẽ đồng hành cùng các em qua tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Để học tốt tiết học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa lịch sử địa lý lớp 6, bộ sách chân trời sáng tạo, vở ghi bài, bút, thước, tập bản đồ nếu có. Nếu các em chưa trang bị được sách giáo khoa, có thể truy cập vào đường link ở bên dưới hành trang số chấm nhà xuất bản giáo dục vn trong quá trình ghi bài các em có thể bấm dần để ghi nhận bài học vào vở hoặc cần suy nghĩ trả lời những câu hỏi sau đó bấm tiếp tục để nghe bài giảng của cô nhé. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em cùng tiếp tục tìm hiểu bài số 2, ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng. Ở tiết trước, các em đã được tìm hiểu phần 1 nhỏ, ký hiệu bản đồ và chú giải. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu một mục nhỏ các loại ký hiệu bản đồ, 3 nhỏ luyện tập và vận dụng. Trước khi vào nội dung của bài học hôm nay, cô có hai câu hỏi cho các em ôn lại nội dung của phần 1 nhé. Yêu cầu của cô như sau. Hãy chọn đáp án em cho là đúng nhất. Cô và các em cùng nhau xem câu hỏi số 1 như thế nào nhé. Câu hỏi số 1 như sau một bản đồ được gọi là hoàn chỉnh đầy đủ khi a có màu sắc và ký hiệu b có bản chú giải c có đủ ký hiệu về thông tin tỷ lệ bản chú giải d có ký hiệu bản đồ trong bốn đáp án vậy theo các em đáp án nào là đúng nhất các em cùng cô đối chiếu đáp án nhé đáp án đúng nhất đó là đáp án c có đầy đủ ký hiệu thông tin, tỷ lệ, bản chú giải. Các em cùng cô đến với câu hỏi số 2. Bản chú giải có ý nghĩa gì đối với bản đồ? A. Bản chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và các ý nghĩa của các ký hiệu trên bản đồ. B. Làm cho bản đồ trở nên sinh động. C. Giải thích các ký hiệu được thể hiện trên bản đồ. D, bản chú giải giúp chúng ta hiểu được màu sắc của các đối tượng địa lý trên bản đồ. Theo các em, trong 4 đáp án trên, các em chọn đáp án nào? Cô và các em cùng nhau trả lời nhé. Đáp án đúng nhất là đáp án A. Bản chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và các ý nghĩa của các ký hiệu trên bản đồ. Ở tiết trước, các em đã được tìm hiểu ký hiệu bản đồ là gì, chú giải là gì rồi để biết được bản đồ có những loại ký hiệu nào được sử dụng chủ yếu. Hôm nay, chúng ta vào phần 2 nhỏ, các loại ký hiệu bản đồ. Cô mời các em ghi mục 2 vào vở. Quan sát các bản chú giải dưới đây, em có nhận xét gì về ký hiệu của bản đồ? Cô và các em cùng tìm hiểu đáp án nhé qua các bản chú giải cho ta thấy hệ thống ký hiệu rất phong phú đa dạng có tính quy ước và chúng được gọi là ngôn ngữ của bản đồ như các em vừa tìm hiểu hệ thống ký hiệu bản đồ rất phong phú đa dạng vậy trên bản đồ người ta thường dùng loại ký hiệu nào để thể hiện các đối tượng địa lý các em quan sát hình ảnh và cùng cô tìm câu trả lời nhé. Trên bản đồ thường dùng 3 loại ký hiệu để thể hiện các đối tượng địa lý. Ký hiệu thứ nhất là ký hiệu điểm, ký hiệu thứ hai là ký hiệu đường, ký hiệu thứ ba là ký hiệu diện tích. Để hiểu được các loại ký hiệu điểm, ký hiệu đường, ký hiệu diện tích có ý nghĩa như thế nào? Các em dựa vào nội dung sách giáo khoa trang 119 và hình bên dưới, em hãy cho biết ý nghĩa của từng loại ký hiệu. Cô và các em cùng nhau tìm câu trả lời nhé. Các loại ký hiệu có ý nghĩa như sau. Ký hiệu điểm dùng để biểu hiện những sự vật, hiện tượng địa lý phân bố theo những điểm riêng biệt như một mỏ khoáng sản một sân bay, một cảng biển. Các em quan sát lượt đồ tự nhiên ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ký hiệu điểm được thể hiện trên bản đồ đó là các mỏ khoáng sản như là mỏ vàng, các thủy tinh, các mỏ nước khoáng. Đối với ký hiệu đường, thường được dùng để biểu hiện các sự vật, hiện tượng địa lý, phân bố theo chiều dài, như đường ranh giới, đường giao thông, sông ngòi. Các em quan sát bản đồ hình bên. Ký hiệu đường được thể hiện trên bản đồ đó là đường đứt đoạn màu đen thể hiện ranh giới giữa vùng Tây Nguyên, Lào và Campuchia. Còn đối với ký hiệu diện tích có ý nghĩa như sau, thường được dùng để biểu hiện các sự vật, hiện tượng địa lý phân bố theo diện tích như đất trồng rừng, đầm lầy, vùng trồng lúa. Các em quan sát hình bên, hình chữ nhật màu xanh thể hiện ký hiệu diện tích vùng trồng lúa, hình chữ nhật màu cam thể hiện ký hiệu diện tích vùng trồng cây công nghiệp. Ngoài ra, người ta còn dùng hình chữ nhật có những nét chảy thể hiện các đối tượng địa lý có diện tích lớn. Ngoài ba loại ký hiệu các em vừa tìm hiểu, trên bản đồ còn thể hiện một số dạng ký hiệu khác. Cô và các em cùng nhau tìm hiểu thêm nhé. Quan sát hình bên, các em hãy cho biết có mấy dạng ký hiệu được thể hiện trên hình. Qua quan sát, các em cũng thấy được có 3 dạng ký hiệu được thể hiện trên hình. Ký hiệu đầu tiên đi từ ô bên trái sang đó là dạng ký hiệu hình học. Người ta sử dụng một số hình dạng trong toán học để thể hiện ký hiệu của một số loại khoáng sản. Ví dụ như hình tam giác màu đen, đó là ký hiệu của khoáng sản là sắt. Hình vuông màu đen, đó là ký hiệu của khoáng sản là than. Ở ô thứ hai là dạng ký hiệu chữ. Cũng dùng thể hiện ký hiệu của một số loại khoáng sản. Ví dụ như chữ CR, đó là khoáng sản Chrome. Chữ FE, đó là ký hiệu của khoáng sản là sắt. Đến với ô cuối cùng là dạng ký hiệu tượng hình. Đây là dạng ký hiệu mà các em dễ dàng nhận biết nhất. Người ta vẽ những hình ảnh quen thuộc hàng ngày, ví dụ như hình ảnh một con hưu, hình ảnh của một số loại trái cây như là cam, nho. Ở mục 2 này, các em cần lưu ý những nội dung sau. Ký hiệu bản đồ có nhiều loại khác nhau, trong đó thường chia thành 3 loại, đó là ký hiệu điểm, ký hiệu đường, ký hiệu diện tích. Ngoài ra có 3 dạng ký hiệu, đó là ký hiệu hình học, ký hiệu chữ và ký hiệu tượng hình. Cô mời các em ghi nội dung vào vở. Tiếp theo, để khắc sâu kiến thức bài học ngày hôm nay, cô và các em cùng nhau thực hiện một số bài tập nhé. Chúng ta vào phần 3 nhỏ, luyện tập và vận dụng. Bài tập đầu tiên, các em quan sát luật đồ cảnh quan và khoáng sản chính ở Mỹ Latin. Hãy cho cô biết bản đồ này sử dụng loại ký hiệu nào là chủ yếu. Cô và các em cùng nhau tìm ra đáp án nhé. Bản đồ này sử dụng loại ký hiệu chủ yếu đó là ký hiệu hình học thể hiện các khoáng sản chính, ví dụ như dầu mỏ, khí tự nhiên, than, vân vân. Ký hiệu thứ hai được sử dụng đó là ký hiệu diện tích thể hiện các cảnh quan chính. Ví dụ như hình chữ nhật màu xanh đậm đó là rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm. Hình chữ nhật màu xanh nhạt là savan và savan rừng vân vâng Cô và các em cùng nhau đến với bài tập số 2. Quan sát hình 2.3, sách giáo khoa và kiến thức đã học, em hãy xác định ký hiệu và vị trí của sân bay nội bài. Các em có đáp án riêng của mình chưa? Cùng cô đối chiếu đáp án nhé! Các em quan sát bản chú dạy ở dưới bản đồ Ký hiệu sân bay nội bài là hình chiếc máy bay thu nhỏ màu đỏ có chữ nội bài ở kế bên. Vị trí sân bay nội bài là nằm ở huyện Sóc Sơn, thủ đô Hà Nội. Đến với bài tập số 3 như sau, cô có cột ở bên trái, đó là bốn hình ảnh của 4 loại ký hiệu tương ứng với số thứ tự 1, 2, 3, 4. Cột ở bên phải đó là ý nghĩa của các loại ký hiệu tương ứng với A, B, C, D. Các em hãy ghép các ký hiệu với các ý nghĩa sau cho phù hợp. Cô cho các em một phút để suy nghĩ và ghi đáp án vào giấy nháp nhé. Em có đáp án của mình chưa? Cùng cô đối chiếu đáp án nhé. Hình ảnh số 1 đó là ký hiệu của rừng lá kim sẽ tương ứng với 1C. Hình ảnh số 2 đó là ký hiệu của than đá tương ứng với 2A. Hình ảnh số 3 đó là đường đứt đoạn màu đen là ký hiệu của đường biên giới quốc gia tương ứng với 3B. Hình ảnh số 4 là hình ảnh của mũi neo đó là ký hiệu của cảng biển tương ứng với 4D Các em xem đáp án của mình, xem giống đáp án của cô không nhé Tiếp theo, các em cùng cô đến với bài tập vận dụng Các em hãy tự làm các ký hiệu điểm, ký hiệu hình học, ký hiệu chữ bằng bìa cứng Mỗi loại ký hiệu làm 3 đến 5 ký hiệu Đối với bài tập vận dụng này, các em chuẩn bị ở nhà và tiết sau các em có thể nộp sản phẩm cho cô nhé. Trước khi kết thúc bài học, ở nhà các em cần lưu ý cho cô ghi chép bài đầy đủ vào vở, làm câu hỏi vận dụng, xem trước và trả lời câu hỏi in nhiên ở bài số 3. Tiết học đến đây là kết thúc rồi chúc các em học tốt và hẹn các em ở tiết học sau nhé